Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui. Hello hello mọi người, đây là những khuôn mặt quá mệt mỏi sau một ngày dài trên Bà Nà Hill. Và gia đình của Lộc đã ghé quán cơm niêu Hồng Phúc để ăn. Lộc không có thích quán này cho lắm. Đồ ăn không có hợp khẩu vị, dầu mỡ rất là nhiều. Nói chung là mọi người không nên đến nha. Sau khi ăn xong thì gia đình của Lộc gấp gáp chạy về nhà tắm rửa sửa soạn xong và để đi ra xem rồng phun lửa, bởi vì bắt đầu phun lửa là lúc 9 giờ nhưng mà bác tài nói là họ sẽ đóng đường không có cho xe vào từ lúc 8 giờ rưỡi. Lúc này là gió quá trời gió luôn, tụi Lộc sợ đi ra ngoài đó sẽ hơi bị lạnh nhưng mà cuối cùng là rất là ấm. Cầu rồng chỉ phun lửa vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, nên nếu các bạn sắp xếp đi ra ngoài Đà Nẵng để xem cầu rồng phun lửa thì nhớ nha, thứ bảy và chủ nhật từ thứ hai đến thứ sáu thì không có đâu. Lúc này bác tài thả gia đình Lộc ở chợ đêm Sơn Trà. Sơn Trà Night Market. Ủa đạt. Chợ đêm Sơn Trà có quá trời nhiều người luôn và đèn rất là sáng. Lộc nghĩ là nếu mà lễ và Tết thì chắc là chen chúc đông người dữ lắm. Đây gia đình của Lộc là Lộc đã nói không có thích đến chỗ đông người cho lắm. Nên đối với Lộc như thế này là quá đông, quá ngợp thở. Chợ đêm Sơn Trà có bán rất là nhiều đồ ăn nha mọi người. Có kem, chè, trà sữa, ốc, bánh tráng nướng, các món hải sản, mì quảng, bánh xèo. Nói chung là trời ơi quá trời luôn. Ở đây cũng có rất là nhiều đồ lưu niệm đẹp mắt. Lập thấy giá cả ở đây rất là phải chăng, không có đắt tiền cho lắm. Nói vậy không có nghĩa là mọi người không trả giá nha, bởi vì Lộc cảm thấy trả giá, thách giá chính là một nét văn hóa đặc trưng ở khi mà mình đi chợ ở Việt Nam. Chồng của Lộc cũng cảm giác như vậy, thấy nó là vui. Khi mà đi chợ thì mọi người nên tham khảo giá trước khi vào đây, bởi vì mặc dù Lộc nói là giá cả phải chăng nhưng mà mình cũng còn phải trả giá đó, nên mình cũng phải biết giá một chút xíu. Lộc thì Lộc rất là tệ mấy cái vấn đề này, nên mà khi đi thì Lộc luôn kêu em của Lộc hãy trả giá giùm cho Lộc. Mọi người thấy là họ có rất là nhiều mặt hàng, cái gì cũng có hết, đồ ăn, quà lưu niệm, nói chung là muốn cái gì có cái đó, là có cảm giác như vậy đó. Và còn có khu để cho mình được ngồi được massage nữa nha, vui lắm đó. Khi mà đi đến một chỗ đông như thế này thì mọi người nên nhớ là phải cẩn thận đồ đạc tư trang của mình, bởi vì rất là đông người, mình đi chạm vào nhau như vậy thì mình không có biết khi nào có ai móc túi của mình đâu. Cảm nhận thật sự của Lộc về Hội An, Đà Nẵng và Huế là dân ở ngoài này họ hiền và tốt, nên là Lộc nghĩ mình chỉ cẩn thận thôi, đề phòng thôi đó mà. Đi đâu cũng như vậy. Nếu như mà gia đình có con nhỏ mà dắt đi chơi thì các bạn nên dặn dò con cái ở nhà. Nếu như mà bé hơi lớn một chút xíu và có hiểu biết á, thì cho bé biết là khi đến đó phải nắm tay nhau hoặc là bố mẹ ẵm, để cho mà không bị thất lạc con cái. Bởi vì ở nơi này rất là đông người nên mình phải biết đề phòng những trường hợp rủi ro xảy ra. Lúc này là hai đứa em của Lộc trả giá giùm cho Lộc, bởi vì con của Lộc muốn mua một ít quà lưu niệm. Em của Lộc nói là mình phải đi nhanh ra để dành chỗ ngồi, bởi vì ở ngoài đó có rất là nhiều người, nên gia đình cố gắng đi, nhưng mà có điều có quá nhiều quyến rũ ở đây, đi mà cứ nhìn lại hoài, chỗ nào cũng muốn ngừng lại để mua đồ hết. Và còn một đặc điểm nữa là ở đây nhạc mở nghe rất là vui, tưởng tượng như là mình đi lễ hội gì đó. Mọi người thấy mấy cái mũ này dễ thương quá trời luôn đó. Thế là ngừng lại mua mũ cho mấy đứa con thôi. Đây là cái nào? Có mấy loại luôn nha. Mấy loại? Có đổi không? Mua kiếm đi. Đây sẽ là một... Ê, đâu? Úc! Đã ra đến nơi rồi, Lộc đến hơi trễ một chút nên tụi Lộc bị ngồi hơi xa.
Và Lộc không có biết là họ sẽ biểu diễn trên đường phố như thế này, thấy quá là vui luôn. Bắt đầu từ đây Lộc sẽ không có nói nhiều nữa để cho mọi người có thể nghe nhạc và xem mọi người ở đây nhảy khiêu vũ như thế này. Phút chờ đợi đã đến, trời ơi, thấy đã chưa? Cầu Rồng Đà Nẵng là cây cầu thứ 6 cùng với cầu Sông Hàn, Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, cầu Thuận Phước và cầu Tiên Sơn. Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của những cây cầu bởi có rất nhiều cây cầu bắc qua sông trong thành phố và đặc biệt là sông Hàn thơ mộng. Cầu Rồng Đà Nẵng được thiết kế theo hình dáng của một con rồng thời Lý đầu hướng ra ngoài biển với một biểu tượng vô cùng ý nghĩa, thể hiện khát vọng vươn lên và phát triển thịnh vượng của thành phố Đà Nẵng. Cầu Rồng Đà Nẵng sẽ phun lửa trước và phun nước sau trong thời gian khoảng 20 phút, chia làm 2 lượt phun lửa mỗi lượt 9 lần, tổng cộng là 18 lần và 3 lượt phun nước mỗi lượt 1 lần. Thấy rất là thích luôn nha mọi người. Khi nãy Lộc có nói là gia đình của Lộc đi đến hơi trễ một chút xíu nên là tụi Lộc đứng xa, nhưng mà Lộc thấy vẫn cảm nhận là mình thấy được mọi thứ rất là rõ nên không sao hết. Lần sau tụi Lộc sẽ đến sớm hơn hoặc là có thể sẽ đi ra du thuyền, bởi vì Lộc thấy có rất nhiều du thuyền ở trên sông, Lộc nghĩ là thấy sẽ rõ ràng lắm đó. Sau khi xem xong thì chúng ta cùng quẩy thêm mọi người. Sau đây là mọi người sẽ thấy gia đình Lộc hơi bị điên xíu nha.
đó đã kết thúc một ngày ở Đà Nẵng của gia đình Lộc. Ở sông Hàn vào ban đêm quá tuyệt vời luôn, ánh đèn nhìn mê hồn. Tụi Lộc chưa đến được cầu tình yêu và tượng cái chiếc hóa rồng. Hẹn lần sau sẽ quay lại nhé Đà Nẵng. Lần này là lần đi đầu tiên nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm rồi, lần sau sẽ đi được nhiều hơn và lên kế hoạch tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video đi chơi của gia đình Lộc nhé. Xin mọi người đừng quên đăng ký vào kênh và thích video này. Lộc sẽ cố gắng quay lại với nhiều video khác nữa. Xin cảm ơn mọi người, chào tạm biệt, chúc một tuần vui vẻ nhé. Bye bye.